gia đình mình bây giờ là đi ra ngoài là sáng cho nên em đi ra ngoài ăn phở nè, mà vừa chống đây cũng có quán phở gần nhà mình luôn đó hả. Ừ, đi vô trong chỗ mà gửi hàng về Việt Nam không, mà có chú chơi không chịu về. Hai mẹ thì lo bận là làm công ký hàng rồi đó. Anh chơi với con của anh chủ không chịu về luôn. Đó, giờ làm một lát nữa ông bà cô chú kêu là ăn phở nha, ăn phở giỏi lắm luôn á. Chúng ta đi ăn cái quán này có thích nhất cái này nè, đồ mà tỏi ngâm với lại ớt, ớt ngâm á. Rồi ăn cái quán phở này cũng cái menu cũng là những cái hương quê, những cái món đặc sản của Việt Nam mình thôi. Cũng thiếu mì. Đó, nhưng mà quán này thì làm nói chung là ở Auckland này là ăn cái quán này là cảm thấy ok, ok la. Có xin tố dâu nữa, đây thích cái xin tố dâu dữ lắm. Ly khá là đầy đặn, ly này là con uống đi. Ly này là 5 đồng, 5 đồng, 100 đồng tiền Việt Nam. Con đừng có rút ra con rút ra nó nguy hiểm lắm, tại vì nó có mũi nhọn. Dâu bên Mỹ, nói chung là dâu bên Mỹ rất là tươi và rẻ, nên mà nếu mà ở nhà thì mình làm thì nó ok. Ba Chánh có tóc mới nè ông bà cô chú ơi. Tóc mới trang lên luôn. Hai cha con cắt cái đầu y chang nhau luôn, chắc cái đầu y chang hình luôn. Chú Út cũng mới cắt cái đầu tự tựa vậy luôn. Cho nó thoải mái. Trời bắt đầu vô mùa hè rồi nên mình tránh thức cái gì đó thoải mái cho cái đầu tóc mình nó không có bị gò bó á mà có chú. Đây là cái tô bún bò siêu hấp dẫn luôn, Thảo với Lên sẽ ăn chung. Tại vì Thảo ăn không có hết. Bún bò, chẳng ăn phở. Còn Lên đang đợi nè, đợi cái tô. Đây cái lát thịt tái bên này là nó sẽ như thế này nè. Khác với cái bò Việt Nam này, cái bò Việt Nam nó dai hơn, bò ở Mỹ thì nó mềm. Chánh ăn thịt tái, đạm sắc. Anh thích không con? Đây. Bà Chánh thì Chánh cũng không có hiểu là sắc là cái gì á nha. Mình kêu thì nó quán tính thôi chứ. Với lại bên đây là bún bò thì cái cọng nó giống như ở Việt Nam nha cả nhà. Nhưng mà phở thì nó là cọng hủ tiếu. Cọng hủ tiếu. Nhưng mà xuống San Jose thì có phở tươi. Cái quán chẳng hạn ăn đó phở bát tơ, Chánh thích ăn quán đó nhất. Cô phở bát tơ vô là nhìn thấy mặt Chánh là hiểu ý rồi. Biết Chánh ăn cái gì, biết Chánh ăn độ nóng như thế nào luôn. Ăn mới có 5 lần rồi và cô nhìn mặt cô cười, cô thấy mặt Chánh hướng này cô cười. Cô còn tặng thêm kem chuối nữa. Đó cả nhà. Đây là phở bên này có cái thanh long ở nhà mà cô chú. Không biết ở phở Việt Nam mình đã ăn thì Chánh chưa bao giờ Chánh thấy cái thanh long này có em. Dạ. Phở Việt Nam có thanh long này không ta? Dạ có. Có hả? Đó ông bà cô chú ơi, còn anh Ình nè. Để chở cho con. Nguội rồi đó con, ăn đi, nguội rồi. Mẹ thổi giùm con. Tăng của con nè. Trời ơi, cho nó ăn say mê luôn á cả nhà. Cái tô của Thảo chợ ăn đúng ngon luôn á. Bự ha. Dạ. Anh thấy bự không? Nhưng mà hả, qua đây ăn là nhớ bún bò của bà ngoại. Bà ngoại nấu rất là ngon. Ăn thôi, ăn đi con. Mình sẽ đi shopping. Mình sẽ đi mua đồ cho tí bo cả nhà. Để mấy ảnh sắp qua. Còn đúng hả, khoảng 10 ngày, khoảng 10, 12, 13 ngày gì là qua tới rồi. Mua một ít đồ để cho mấy ảnh sẵn sàng, để cho mấy ảnh qua. Để qua đây là mất công thời tiết á, mấy em đang ở bên chỗ Việt Nam mình nó đang nóng lắm. Giờ qua đây sợ mấy đứa em nó lạnh á. Nên giờ Okay.
bây giờ vô đây anh lựa được cái kiến cho anh đẹp lắm luôn nè. Con thích cái đó hả? Dạ. Ở đây mẹ coi coi. Trời ơi anh ơi anh điệu quá. Rồi. Ê ê ê. Nè kéo lên kéo lên. Không có cái sóng mũi nè nó đè. Ồ trời ơi đẹp trai chưa. Ồ ông bà cô chú thấy anh đẹp trai chưa. Anh lên cái mặt lên. Kìa kiến kìa con. Coi kiến kìa. Nè kiến nè kiến nè. Anh coi kiến anh coi. Á ừ. Trời ơi ngầu chưa. Hồi nãy Thảo đụng với cái quần này Thảo nói để Thảo tính coi mua nè cả nhà. Thì anh nói là mẹ ơi không vừa đâu. Con đứng nhìn kiến đàng hoàng coi con đi đâu vậy? Ai trong đó vậy ta? Ai ai vậy? Con đi đâu? Con đi lựa đồ mà hả? Trời ơi ghê chưa? Không biết giống ai. Ố, gặp nữa rồi, mình gặp nhau nữa rồi. Con trả kiến lại cho người ta đi người ta la đó rồi. Bỏ lên con. Bỏ lên đàng hoàng. Bỏ bên đây nè. Bên đây cũng được nè. Trời ơi điệu quá ông ơi. Đi theo ông mà chóng mặt đó là tiền đình luôn á. Thì bây giờ là hả Thảo với anh Chánh đi kiếm mấy cái quần cho Bo với Tí á. Thì bây giờ là qua tới mùa hè nên những cái quần mà nỉ người ta không có bán nữa. Shopping là bây giờ là ngập tràn đồ đồ mùa hè đúng không bà cô chú nha. Bây giờ hả rất là nhiều đồ đồ mùa đông là người ta sale hết. Quá nên nó là hả giờ luôn. Hai vợ chồng cũng tính mua cho mấy ảnh mấy cái quần dài á, kiểu như qua mà tối mà ảnh có lạnh á thì mấy ảnh mặc rồi qua đây rồi dắt đi mua đồ khác nữa. Rồi mới cho mấy em tự lựa. Còn giờ mình cứ mua để mấy ảnh qua mấy bữa đầu lạnh với trái múi giờ á để có mà mặc. Như cái áo CK này ông bà cô chú thấy không? Có còn có 35 đồng à. 700 mấy chục ngàn đô à, tiền Việt Nam mình đẹp ghê không? Con làm rớt hả? Ok để ba treo lên. Ừ, em lấy cái quần... em lấy cho tụi nhỏ là CS thôi nha. Ồ size L bự quá. Ở trên đầu mấy cái này nó có cái size nè, đúng vậy con. Đây nè, em thấy chữ small, đây nè trên. Đây em thấy rồi. Nhưng mà tại vì mấy cái mẫu này nó sâu. Áo sơ mi trong này cũng nhiều lắm. Bữa nay mình đi là người ta đi rất là đông. Anh ơi. Anh ơi, mẹ nói là mình ăn đi, ăn chợ, ăn bắt cóc á. Sợ bữa nay nghe nó bắt cóc rồi nữa cũng sợ lắm bà cô chú. Như quần này được không anh? Được. Mỏng quá không? Bây giờ sắp tới mùa hè rồi mà em người ta chân đồ mùa hè người ta bán mà. Đâu còn đồ mùa đông đâu. Thì nó lựa cho mấy ảnh mấy cái mẫu nào mà nó hơi trẻ trung xíu. Sáng này là Chánh uống nha một viên thuốc dưỡng rồi đó. Sáng này phấn hoa nó bay chịu không nổi luôn. Anh vô chưa gì hết lạnh nè ông bà cô chú như này nè. Đó. Đợt bộ đồ chơi đồ dễ liền. Sợ nhất là dẫn anh đi ra ngoài đường luôn á. Con nít tuổi này là anh thấy là đứng miết luôn khi nào mà tính tiền thì thôi á cả nhà ơi. 14 đồng 300 ngàn cái quần. Tính ra rẻ với ông bà cô chú ha. Cái này thì cái siêu thị này là đồ cũng là tức những cái thương hiệu là bình dân. Này, rồi CK rồi thăm mì cũng có ông địa rồi cũng mày người ta sale ra anh à, cái gì con cái đó gì ông bà cô chú nhìn thấy đôi giày không đó mới mua đó bà cô chú hồi bữa đi có mua có quay cho bà cô chú mình coi đó em màu này cũng đẹp nè cả nhà. Đó. Thảo lựa được cho hai anh, mỗi anh hai cái quần dài trước đi. Xong rồi cái mình áo là để dẫn qua chợ đi lựa. Áo thì á hả? Kén lắm á. Giờ áo thì Thảo đi kiếm cho mấy ảnh cái áo khoác ấm để mặc ở trong nhà hoặc là đi ra ngoài đường á gió thì lạnh á thì mặc. Còn kiểu như là những cái áo thun như là những cái quần sọt nhiều mẫu đẹp nè để là mấy đứa nhỏ qua thì mình dắt ra đây nè để cho mấy em tự lựa theo cái mỗi người thích cái sở thích của mình á. Tính ra có chị gái là sướng hơn có anh trai nha. Chị gái thì chu đáo. Ok. Nói nhưng mà mấy đứa em thì không có chị gái thì có được có chị dâu. Có chị dâu biết thương. This was $16. Thấy rồi chị, thấy rồi, ở nhà thấy Thảo mình nhỏ con không?
chiêu. Thấy không, phù hợp với Chánh không? Đây là đồ nam. À, cả nhà thấy màu hồng này hợp với anh Chánh không cả nhà? Ờ, à, cực kỳ hợp luôn nha. Nhìn bánh bèo ghê quá anh. Màu hồng này hay là màu này? Trời ơi trời. Cười. Này mà tối bây giờ Chánh bận cái này quyến rũ lắm nè. Ghê. Đẹp không anh? Ba bận này đẹp không? Trời đất ơi, cái này mà đồ nam nha. Hot pink đàng hoàng. Rồi, rớt rồi, đưa cho ba con. Đưa cho ba con. Chánh với Thảo lựa thêm ít vớ để nhà sẵn cho mấy anh qua mấy ảnh mang luôn không bà cô chú. Dạ, vớ chân nó cả nhà. À, vớ anh có nhiều loại lắm mà giờ mùa hè thì mình mua vớ mỏng thôi. Mình lựa cái vớ nào mang cho nó mát chân. À, nhưng mà em thấy cái này ok nè, anh cũng đâu có quá dày đâu. Mình lấy cái đó thêm đi. Nó loại này nè. Nó cũng có quá dày á cơ. Em thì cả đống rồi, với lại Thảo giặt đồ á cả nhà. Khoảng là 2 ngày là gom đồ của Thảo, anh Chánh với Rình giặt rồi, còn vớ là Thảo giặt tay hết á. Tại vì Thảo chà hết mấy cái ở dưới chân nữa của Ryan á, ảnh. Rồi vớ bên này là 6 đồ như thế này á, tính ra tiền Việt mình là 230.000 á. Dạ đây, ở đây là 1 2 3 4 5 6 đôi là 8 đô nè cả nhà. Tính ra 200 mấy. 200 mấy cái này nữa. Này được nhiều đồ ta. Cái là dài hay ngắn anh? Đây là tới mắt cá chân. Cái này à, em nghĩ mấy đứa nhỏ mới, mấy đứa em nó mới qua nó cũng mang tới mức cá chân đâu. Chứ mình tới đâu? Mang tới vừa vừa, cũng như là em mang nè. Hay lấy cái này. Cái vậy là Thảo thấy vừa nè cả nhà. Thì lấy New Balance đi. Dài quá thì sợ mẹ. Cái này nè, này ngắn nè. Không, em nghĩ là một set này nó đi anh là ok nè. Thôi đừng có mua giấy trắng, mua giấy trắng nhanh dơ lắm. Em giặt cho, nè nó có màu xám đó mà. Anh thích cái này nè. Thì anh lấy cái đó một cặp cho ông xã đi. Nhưng mà ông xã để lại cái này đi, em thấy cái này nó bèo quá, nó mỏng quá so với mấy ảnh quá. Anh lại thích mấy cái mỏng mỏng này nè. Mang nó mát chân á, mùa hè á. Em sợ mỏng quá, cái mấy ok, lấy cái này, lấy cái này. Để cho mấy đứa nhỏ cái này ra. Đó, cho hai ảnh hai lóc đi rồi. À, đứng dậy lên. Người qua đây rồi, cái có gì mấy đứa nhỏ ra luôn. Dạ đây cả nhà ơi, giờ là tới giới cho anh Hình Hình. Anh Hình Hình, giờ cái chân của anh to lắm không bà cô chú? Nên là Thảo phải tìm cái vớ nào hơi to. Cái này 9.5 thì chắc vừa với anh. Mấy cái màu. Ủa ông xã, anh thấy lấy lóc nào? Thì em lấy lóc nào cho con đẹp thì em lựa cho con. Anh ơi, con thích nào? Đó, ông bà con chú. Con thích nào? Có cả đồ nội thất nữa nha. Đó, mấy cái ghế ngồi này, cái ghế này mà đi biển à. Hay là nhà mà có cái sân vườn để hàng trước chiều ngồi ra ngắm tắm ngắm cảnh uống cà phê. Ở đây ông bà cô chú ngồi thư giãn cũng vui nữa nè. Đi mua mấy cho. Cái này là toàn là made in Việt Nam mình không á. Đó. Cái đi mua mấy lần rồi. Dạ chẳng biết là toàn là made in ba cái đồ nội thất này giờ made in Việt Nam mình nhiều lắm. Bây giờ mình đi mua. Bàn ghế luôn nè, có tranh, có ảnh, có đầy đủ hết. Anh từ cái đây nè anh ơi. Cái bàn luôn nha, cái móc quần áo luôn. Đó. Rồi tới đồ trang trí. Đồ trang trí nè. Đó. Thế con. Không phá. Ông bà cô chú mình đi vô trong này thì sẽ là đầy đủ hết tất cả các món. Có cả nến thơm nữa. Đó. Nến thơm hiện tại bên Chánh đang có bán nha ông bà cô chú. Ông bà cô chú ở Việt Nam mà muốn sử dụng nến thơm cao cấp á thì cứ liên hệ với Chánh. Bên Chánh có sẵn ở cửa hàng rất là nhiều. Và đủ rất là nhiều mùi. Chánh cũng đang muốn bán thêm nến thơm ở Việt Nam á. Đó, mình có rất là nhiều mẫu nến thơm ở đây. Nha ông bà cô chú ơi, đây đồ của nền cũng được, ảnh cũng được mấy bộ luôn. Bộ đó bao nhiêu em? Dạ bộ này là 15 đô. À. Mặt hè nè ông bà cô chú. Bộ cá mập này đẹp nè. Bộ này là 15 đô luôn. Con có phá nha, nó ngã nói chung ở trong đây là đụng tầm là mười mấy đô giá cũng ok lắm bình dân. Mười mấy đồng á cả nhà. Như bộ này là 17 đồng. Cái áo với cái quần. Quần sọt. Mua cho anh mấy bộ để anh mặc mùa hè. Giờ là ở nhà anh toàn là đa số quần dài không à. Lấy này cho con không? Đó, ông bà cô chú ơi, mỗi lần đi là anh phải bắt đầu mua được yes. Chơi. Giờ là tính tiền. Wow, Ryan mua đóng đồ luôn. Mua được 4 bộ luôn. Tại đồ Ryan, hổm giờ là Thảo ít có mua lắm. Cả nhà giờ ảnh lớn lên rồi đó.
quần á mà anh mặc dài giờ cũng thành ôm. Anh ơi, anh ơi, coi kìa. Đi lên xuống con té. Ôi, ôi, nghịch. Năng động quá đi. Đi xuống con, đi xuống. Au. Đau cái chân chưa? Đau không? Đứng đây coi, bà tính tiền nè. Bữa đó anh mua cái đôi giày giờ anh mang êm chân lắm cả nhà. Mùa, giờ là mùa hè mang cái đó là đi ra ngoài khu chơi nó đỡ bị dính cát chưa. Đúng rồi, hai vợ chồng bây giờ đỡ ra đi ra ngoài đi chơi chút xíu đó. Với lại là hả, nhiều ông bà cô chú nói là Thảo ơi, Thảo ghép cái khúc mà Ryan bán hàng livestream lên đi, ảnh có livestream phụ Thảo bán hàng á cả nhà. Để có gì Thảo ghép một khúc vô cho cả nhà mình xem nha. Đó, giờ hai vợ chồng mua đồ cho hai đứa em, rồi mình cũng mua lặt vặt cho Ryan nữa. Giờ là mình đi về, ra ngoài công viên cho Ryan chơi một xíu. Đi kìa ba, đi rồi. Đó, bà Chánh ơi, vậy giờ là anh chở con đi qua bên công viên luôn hả? Ừ, giờ đi qua công viên luôn. Hôm nay đó, bây giờ mình cho dạ con đi công viên chơi. Ông bà cười, cảm ơn bà cô chú mình nha. Thì đây giờ này hai vợ chồng mình cũng đi mua lắc nhắc sẵn để cho ba tí qua. Rồi khi mà ba tí qua đây là ba tí có cho, mà hai vợ chồng cũng sẽ dẫn ba tí đi chơi làm quen nhiều. Thì Thảo rồi quen trước, ba tí quen sau. Bắt đầu đi dần ổn định vào đâu vào đó rồi sẽ đi mua hàng nữa. Đi, với lại anh nói về cái cô gì mà comment đó, anh hỏi thử. Ờ, có cái chị Chi Chi, chị nói là mà là trên cái nickname là Chi Chi á, thì em chị có comment là chị nói là em lừa dối khách hàng. Chị mua hàng bên em lấy tiền rồi mà không gọi sao cho chị, và chị gọi không nghe máy và không nhắn tin không trả lời. Thì em cũng đã kiểm tra hết tất cả cái điện thoại của em và không thấy tin nhắn nào của chị hết. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, em đã kiểm tra order, chủ động nhắn tin lại á, xin là em cũng kiểm tra order là không thấy tên của nào là tên Chi hết. Em có một khách hàng tên cô Chi, mình những cái cô đó lớn tuổi rồi, thì cô đó có làm mất một cái, cô đó có bị bưu điện làm mất hàng. Em cũng đã tự chủ động em liên hệ và em đền cho cô đó rồi, cô nhận được luôn rồi đúng không anh? Còn chị mua, còn chị nói chị mua trà giảm cân mà bên em lừa dối chị, thì thật sự bên em không có vì mấy chục đồng lẻ mà em đi lừa dối khách hàng đâu. Khách hàng mua của em có người mua cả ngàn đô em còn chưa lừa. Có nhiều cô chú mất một lần, mất bưu điện nó giao trước nhà rồi bị ăn trộm, bị ai vô lấy đồ hàng mà báo với mình là không nhận được. Mình cũng sẵn sàng mình hỗ trợ cô chú mình bồi thường mấy trăm đô, chứ mình không bao giờ mà vì mấy chục đồng mà em đi lừa dối khách hàng của em để em mang tiếng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm qua tới giờ, hai ngày nay em cũng đợi chị, em cũng chủ động là em comment anh ở trên có comment lại á, nói là có cho số điện thoại là bây giờ cần. Với lại em xin thông tin của chị để em giải quyết cho chị mà em cũng không thấy chị trả lời luôn. Xin thông tin để giải quyết cái đơn hàng. Đó, cũng không thấy thứ nhất là trả lời lại em cũng không có muốn cái điều đáng tiếc đó xảy ra. Là với lại cái thứ hai nữa là cái này cũng là cái uy tín bên em, nên bên em không có muốn vì như vậy mà nói. Còn mà chị nói em nói đạo đức mà em lừa dối khách hàng, thì thật sự là nếu mà cái package nó không tới bên chị á, thì đôi lúc là sẽ có trường hợp đó là do bưu điện nó để trước nhà chị rồi chị đi làm, rồi nhiều khi người ta đi ngang người ta lấy là có nè. Cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là nhiều khi bưu điện nó làm thất lạc à, nhưng mà thường thường khách của em liên lạc với em là em sẽ giải quyết cho khách của em liền, chưa bao giờ mà em để khách phàn nàn về cái vấn đề đó hết. Chỉ có là tới sớm hay tới trễ thôi. Có gì nếu mà chị xem được cái clip này đó, thì còn có gì nếu mà thật sự mà chị bên mua bên em mà em bên em lừa dối chị như vậy á, thì chị cho em xin cái thông tin của chị để em liên hệ trực tiếp với chị, em giải quyết cho chị. Chứ còn lần đầu tiên em bị nói như vậy luôn, em cũng rất là buồn. Với lại anh cũng thông báo cho khách là trà giảm cân bên chú Tám hiện tại là bên Mỹ hiện tại là đã hết hàng rồi. Trà giảm cân bên Mỹ bên em bây giờ đang cháy hàng, có không hàng. Có hàng để bán. Giờ anh ơi, có nhiều người, có nhiều khách, chị khách gọi điện mua em vài trăm đô mà em không có hàng, mà em vẫn không lấy tiền của chị, em nói chừng nào có em mới lấy. Đó, nên mấy chị thông cảm giùm em. Chị có hoặc họ bực mình á, thì chị liên hệ với em đã đưa số điện thoại, em đã comment trực tiếp cho cái comment của chị và đợi chị phản hồi. Nhưng mà cũng không quá vậy, em cũng không thấy chị phản hồi gì hết. Đó, thì em hy vọng là chị sẽ khi chị xem video, chị sẽ thấy được cái đoạn video này và chị trực tiếp liên hệ với em để em giải quyết cho chị nha. Nếu mà thực sự là chị có mua bên em và không nhận được hàng như vậy. Còn mà tin nhắn em đã kiểm tra, em và vợ em đều kiểm tra hết ba cái điện thoại, là lục hết tin nhắn luôn, lục hết tất cả những order mà còn sót lại luôn, có trà giảm cân là em lục.
mà em cũng không thấy tên của chị nữa, nên có gì chị thông cảm. Dạ, hay chị, là chị lấy cái tên, hay là cái tên Chi Chi chỉ là trên YouTube, còn cái tên mà ở ngoài đời có gì chị liên hệ lại với bên em để bên em kiểm tra lại cái đơn hàng. Có những cái đơn bị trễ là vợ chồng em đã trực tiếp gọi điện cho khách hàng nói là đơn trễ rồi, còn nên mình lỡ mà có sót đơn của chị hay là như thế nào thì chị em đợi 2 ngày hôm nay rồi đó, em đợi chị, tại vì em có comment em đợi chị 2 ngày hôm nay rồi mà không thấy ai phản hồi hết. Rồi thì em cũng cảm ơn mọi người đại gia đình của mình trên kênh YouTube đã ủng hộ nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của gia đình em. Gia đình cả nhà mình nhớ cho gia đình xin một nút đăng ký nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và theo dõi ạ. Glucosamine màu xám này là cả nhà 280 viên á, là nó là loại nó mạnh hơn cái loại màu giảm xanh hồi nãy. Giảm giá. Con vô đây nè, con vô đây giảm giá nè. Giảm giá. Ồ, cảm ơn bà, cảm ơn bà Chánh luôn. Này. Nè con đứng vô đây nè, con muốn giảm giá sao? Giảm giá, giảm giá. Kìa con nhìn lên ông bà cô chú đang coi kìa, con giảm giá sao? Ông bà cô chú. Ông bà cô chú sao? Giảm ông bà cô chú. Giảm giá sao? Giảm giá, giảm giá. Trời, giảm giá, giảm giá. Đó ông bà cô chú thấy không? Cái này là qua đào tạo có 1-2 lớp thôi mà giờ anh rất là chuyên nghiệp luôn. Còn là ba Chánh làm nè cả nhà ơi. Đây là cái taco gì anh? Taco trứng hả? Anh Chánh anh rất là thích ăn taco bên đây á cả nhà. Là một cái món ăn của người Mexico. Là có cái bánh gì ngoài ở bên trong, thường là người ta có nhân thịt bò hoặc là nhân thịt tôm. Ông bà, cái này. Cái này là cái gì? Đây là cho trời. Ông bà cô chú, bánh này cây là cho trời ông bà cô chú. Không, mình phải đứng lên ghế này nè, hình tư vấn ông bà cô chú mới nghe được. Ông bà cô chú coi hình nói nha. Đây đây, không mình đứng ông bà cô chú mới thấy, tại hình nhỏ con quá. Đây nè, con ngồi phải không? Dạ đây nè, con cầm cái này nè, con cầm cái đó nặng lắm. Ông bà cô chú cái này. Cái đó là cái gì? Cái ông bà cô chú cái này. Đây là cao tỏi ông bà cô chú. Đây là cao tỏi ông bà cô chú, ghê chưa? Không biết ông bà nội có đang coi like không, mình like cao tỏi cho ông bà nội nè. Ông bà nội ơi, cao tỏi 500.000 một hũ của ông nội bán nha. Đây là thuốc giảm cân. Đây là thuốc giảm cân xỉu nha. Cái đó là thuốc khớp ông ơi. Đây là thuốc khớp ông ơi. Thuốc khớp. Đây là thuốc khớp. Đây là thuốc giảm cân. Cái đó là thuốc khớp, không phải thuốc giảm cân đâu ông ơi. Ông lai tầm bậy. Ông bà cô chú thấy ăn xạo không? Rồi xong chưa? Trả lại hiện trường cho mẹ chưa? Hay là bán hàng nữa? Dạ nữa. Dạ nữa hả? Dạ. Con vô nãy giờ không có ai mua hàng luôn kìa. Dạ. Ông bà con nói là chú thuốc khớp. Ông bà cô chú thuốc khớp nè. Em thử coi. Nè. Dạ. Đây là thuốc khớp nè. Con làm vậy hả? Dạ đợi em xíu đi, để em qua khúc này đã cho con. Thôi con like nữa không? Cộng sao con đi xuống đi để cho mẹ like. Con sàn chỗ này hồi mẹ không like được luôn á. Bye bye nha. Dạ. Dạ. Đó ông bà cô chú thấy ảnh chuyên nghiệp chưa? Đây là thuốc giảm cân nữa chứ. Xỉu ngang với ảnh luôn.